Thời gian qua, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đã nâng cao năng lực phục vụ phòng tránh giảm nhẹ thiên tai. Đặc biệt, trước đây các trạm khí tượng thủy văn đều đo thủ công, nhưng hiện nay các trạm đã đo tự động. Với công nghệ tự động, thông tin được cập nhật liên tục, cứ mỗi 10 phút dữ liệu sẽ được truyền tải về Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh một lần để từ đây cho ra các bản tin phục vụ công tác dự báo thời tiết thiên tai. Trên địa bàn tỉnh hiện có 47 trạm tự động phục vụ đo mực nước, lượng mưa và độ mặn trong công tác công nghệ dự báo về cảnh báo khí tượng thủy văn thì không ngừng thay đổi phát triển về công nghệ ứng dụng các mô hình dự báo số trị để đưa ra các bản tin thời tiết chính xác nhất kịp thời nhất đài tỉnh cũng đã dự báo tới từng các điểm trên huyện thành phố và thị xã của trong địa bàn tỉnh Nhờ đối với công nghệ mà trên các bản tin dự báo, thông tin đưa ra đa dạng hơn, chi tiết hơn, đặc biệt là chất lượng dự báo cảnh báo thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh đã cải tiến, thay đổi và điều chỉnh về phương thức, nội dung, được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay, cán bộ đại khí tượng thủy văn tỉnh đang tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ, tham mưu đầu tư đổi mới, nắm bắt công nghệ hiện đại để đưa ra các bản tin cảnh báo sớm nhất, kịp thời nhất, giảm thấp nhất thiệt hại phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.